Phương Thảo và cầu thủ mà số 25 là Nguyễn Thị Mỹ Anh. Như vậy là hiệp 1 của cuộc so tài giữa Than khoáng sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 này, Bảo Châu đường truyền rất hay và phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh 1 vẫn còn. Hoài Lương dứt điểm không vào. Rất đáng tiếc pha dứt điểm của cầu thủ mà áo số 5 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã đưa bóng vào xa ngang trong tình huống vừa rồi. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng rất đáng chú ý của Thành phố Hồ Chí Minh 1. Sai lầm là của cầu thủ mà áo số 2 Lê Thị Diễm My. Rất đáng tiếc là Hoài Lương đã có một pha dứt điểm rất thiếu chính xác trong pha bóng vừa rồi. Rất khó khăn để cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 có được bàn mở tỷ số. Nhưng đây là cơ hội cho cầu thủ áo đỏ dứt điểm. Và dứt điểm của Huỳnh Như. Sẽ có một quả phạt góc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Tình huống đi bóng và dứt điểm của cầu thủ mà áo số 9 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 1. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất tiếc là pha dứt điểm của Huỳnh Như lại đi trúng vị trí của thủ thành Khổng Thị Hằng. Mỹ Anh vẫn là Mỹ Anh. Có vẻ như bóng đã chạm tay một cầu thủ của Than khoáng sản Việt Nam. Người có pha tranh chấp với Mỹ Anh trong pha bóng này đó chính là Diễm My. Rõ ràng là bóng đã chạm tay cầu thủ mà số 2 bên phía Than khoáng sản Việt Nam. Một quả phạt góc cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Đánh đầu. Rồi vừa có tình huống bật cao đánh đầu vừa rồi là của Bích Thùy. Trọng tài đã không nhìn thấy pha bóng của cầu thủ mà số 2. Huỳnh Như không chế bóng rất khéo léo của cầu thủ mà số 9 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh 1. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh 1. Dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng cho các học trò huấn luyện viên Kim Chỉ. Pha dứt điểm của Mỹ Anh. Dùng đơn tư đi. Ai đưa theo tôi. Đường truyền rất hay của Huỳnh Như cho Mỹ Anh. Đáng tiếc là pha dứt điểm của cầu thủ mà số 25 lại đưa bóng đi vào xa ngang. Một pha dứt điểm có lực rất tốt của Mỹ Anh. Bóng đã chạm tay Thu Thảo. Không mà nói ngày hôm nay Thu Thảo đã có một trận đấu không tốt. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng cầu thủ áo số 6 không đóng góp quá nhiều vào những pha bóng tấn công của các cầu thủ áo đỏ. Xử lý bóng rất hay. Pha dứt điểm của Thúy Hằng. Thúy Hằng có những pha xử lý cá nhân là rất tốt nhưng những đường truyền của cầu thủ mặc áo số 19 thì không tốt một chút nào. Và đúng lúc này thì trọng tài chính ông Nguyễn Hoàng Anh đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 1. Kết quả cuối cùng thì câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam hòa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 với tỷ số 0 đều. Một trận đấu khá cân bằng. Thành phố Hồ Chí Minh 1 tạo được những cơ hội nhưng không quá rõ ràng, trong khi Than khoáng sản Việt Nam mục tiêu lớn nhất của họ trong trận đấu này là một điểm đã hoàn thành. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, buổi tường thuật trực tiếp cuộc so tài giữa Than khoáng sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 1 của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.